Romy xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả hơn. Thì chúng ta sử dụng máy tính, laptop, máy tính bàn, điện thoại di động rất là nhiều đúng không? Thì một ngày đẹp trời á, các bạn sử dụng điện thoại, máy tính ha. Chúng ta mở cái trình duyệt web lên. Ví dụ như chúng ta vô Google hoặc là chúng ta vô một số cái trang web không được. À, thì hoặc là các bạn vô sử dụng điện thoại các bạn cũng vậy luôn ha. Thì có nghĩa là chúng ta không có kết nối internet, có nghĩa là các bạn sẽ nhận được cái thông báo giống như thế này nè. Cái website này nó không có tồn tại hay là nó không có truy cập được á, đại loại thông báo nó như vậy ha. Rồi, thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ là kết nối mạng ha. Là wifi đó các bạn ha. Thì để khắc phục cái vấn đề này á thì chúng ta làm sao? Thì các bạn cùng nhau theo dõi ha, mình sẽ hướng dẫn cho bạn tuần tự từng bước một. Thì các bạn cứ xử lý tuần tự từng bước một giống như vậy thì các bạn sẽ khắc phục được nha. Nó sẽ có nhiều nguyên nhân nhưng mà nguyên nhân nó sẽ do đâu thì mình sẽ từ từ mình xử lý tuần tự thì mình sẽ khắc phục được. Rồi, mọi người cùng theo dõi nha. Ok. Đó. Các bạn thấy như thế này nè. À, ví dụ như các bạn đang sử dụng máy tính đúng không? Đó, các bạn truy cập vô internet, có nghĩa là mình vô Google đi ha. Thì nhà bạn ví dụ như sử dụng mạng là FPT, VNPT hoặc là Viettel, vân vân. Thì đôi lúc á nó sẽ ra cái trang web, nó sẽ ra cái màn hình giống như lúc nãy là bạn không có truy cập được internet. À, thì cái nguyên nhân nó phát sinh từ đâu? Là cái nguyên nhân đầu tiên nha, các bạn coi ha. Nguyên nhân đầu tiên á nó sẽ nằm ở cái chỗ á, là cái wifi trên máy tính của mình nó bị tắt. Cái wifi trên máy tính của mình nó bị tắt, hoặc là nói cách khác là cái wifi trên cái điện thoại di động của các bạn nó bị tắt, hoặc là trên máy tính của các bạn nó bị tắt. Thì nó tắt wifi rồi thì đương nhiên các bạn không kết nối được và các bạn không vô được. Rồi, các bạn coi thử nó tắt, tại sao nó tắt ha? Tại vì nó sẽ có nhiều nguyên nhân nhưng mà mình cùng theo dõi coi thử cái nguyên nhân nó phát sinh từ đâu nha. Rồi. Rồi, các bạn nhìn nè, hiện tại trước mặt các bạn là cái màn hình máy tính của mình ha. Thì thông thường á các bạn để ý ở cái góc phải bên cuối màn hình thì cái biểu tượng wifi nó sẽ có như thế này nè ha. Có nghĩa là cái hình giống như cái hình cột cột sóng đó các bạn ha. Thì như thế này là các bạn đang kết nối được internet thì các bạn sẽ vô được. Nhưng mà đôi lúc á cái máy tính của bạn ha, có thể là đâu đó mấy bạn mấy đứa con nít nó dọc, hoặc là bạn vô tình bạn không biết á, bạn tắt cái wifi đi. Nó giống như thế này ha, có nghĩa là vô tình dọc mình tắt wifi đi, mình off off cái wifi đi, có nghĩa là lúc này giống như là cái máy tính của bạn nó không có cái mạng vậy đó, nó cái gọi là cái cạc mạng, cái cạc wifi nó bị tắt đi đó các bạn thấy không. Cái cạc wifi nó tắt đi thì bạn đâu có, nó bật nó tắt đi thì chúng ta đâu có thấy được những cái wifi khác đâu mà chúng ta kết nối, thì lúc đó là thành ra chúng ta sẽ không vô mạng được. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất ha. Và lúc đó thì các bạn sẽ thấy á, ở cái góc phải bên cuối dưới màn hình á, thì thay vì là cái hình các cột sóng thì lúc này nó có cái hình quả địa cầu và nó bị cắt ngang. Đó giống như thế này nè. Có nghĩa là nó không có kết nối internet ha. Rồi. Thì để cái khắc phục cái vấn đề này á thì các bạn cứ chọn vào cái wifi đó ha. Rồi các bạn chọn vô cái phần wifi này. Ha. Hoặc là các bạn vô cái phần network setting nó hiển thị ngay chỗ chỗ này luôn. Chúng ta chọn vô và chúng ta sẽ bật lại cái wifi của chúng ta lên đó. Rồi bật lại lên rồi thì lúc đó nó sẽ tự động nó kết nối lại internet này, các bạn thấy ha, lúc đó nó thể hiện hình các cột sóng nè, đó nó như vậy ha. Rồi rồi đó là nguyên nhân thứ nhất, cái wifi trên máy tính bị nó bị tắt đúng không. Cái nguyên nhân thứ hai các bạn sẽ thấy á, là có trường hợp á là chúng ta, có nghĩa là chúng ta vô tình hoặc là con nít nó phá cái máy tính của chúng ta, nó phá cái điện thoại của chúng ta, thì cái network, có nghĩa là cái cạc mạng của chúng ta nó bị vô hiệu hóa, nó bị disable đi, nó bị vô hiệu hóa. Vậy nếu mà chúng ta không có cái cạc mạng, cái máy tính của chúng ta là nó không có cái cạc mạng thì làm sao mà nó truy cập được internet đúng không? Có nghĩa là nó phải có cạc mạng để nó kết nối được với lại cái modem của FPT nè thì nó mới truy cập được internet. Đó. Thì như vậy á, nếu mà vô tình chúng ta tắt cái cạc mạng đi, vô hiệu hóa đi thì nó sẽ không thể truy cập được internet ha. Rồi, các bạn cùng nhau theo dõi là tại sao, có nghĩa là như thế nào mà tắt
cái cặn mạng này đi mà nó gây ra cái việc là không thể truy cập internet được ha. Để xem lý do tại sao á cái cặn mạng của chúng ta nó bị vô hiệu hóa đúng không, thì chúng ta vào cái control panel ha, chúng ta ấn phím Windows sau đó gõ chữ control panel ha, đây, và các bạn chọn vào control panel ha, thì các bạn nhìn vào cái phần là network and internet á ha, chúng ta sẽ chọn vô cái phần là view network status and task ha. Thì sau khi chúng ta chọn vô cái network and internet thì các bạn nhìn thấy á, trong cái cửa sổ bên tay trái là chọn vô cái phần là change adapter setting ha. Thì ở đây các bạn thấy nè, cái đây là cái cặn mạng wifi của mình nè, đó, cái cặn mạng wifi nè, nó đang kết nối với cái wifi tên là Viettel, nhưng mà vô tình á mấy đứa nhỏ nó dọc, mấy đứa con nít nó dọc, hoặc là người lớn chúng ta vô tình không có để ý ha, chúng ta ấn disable, đó, ấn disable là chúng ta tắt cái cặn mạng này đi. Các bạn thấy không, bây giờ nó đen thui rồi nè, nó đen thui rồi, các bạn nhìn thấy xuống dưới cái cửa sổ dưới phía bên tay cái màn hình phía bên tay phải ở phía dưới cùng ha, các bạn thấy cái quả địa cầu nó có cái dấu gạch ngang nè, là chúng ta không vô được internet được ha. Đó, nó bị cái vấn đề thứ hai là nó bị như vậy nha. Rồi, giả sử trường hợp mà chúng ta bị tắt cái cặn mạng đi, cặn mạng wifi đi, thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta vô được bật nó lên lại thôi ha các bạn ha. Thì mình làm lại một lần cho các bạn nhớ nè, ấn phím Windows sau đó chọn chữ gõ control panel ha. Chúng ta chọn vô cái control panel. Sau đó chúng ta nhìn trong cái network and internet ha, nhìn xuống cái phần dưới là view network status, chọn vô trong đó thì các bạn sẽ chọn vô cái là change adapter setting nè. Thì lúc này vô ở đây màn hình này các bạn sẽ thấy được cái cặn mạng wifi của các bạn, mà cái wifi của các bạn nó đang bị đen đi á, thì các bạn hãy enable nó lên lại. Đó, khi các bạn enable nó lên lại thì chờ một chút xíu để internet nó kết nối, thì các bạn nhìn xuống cái cửa sổ phía bên dưới nè, đó, các bạn thấy nó ra lại cuộc sống bình thường rồi, là lúc này các bạn vô được internet rồi ha. Đó, cái trường hợp thứ hai nó bị như vậy nha. Rồi. Rồi trường hợp thứ ba á là chúng ta vô tình hoặc là mấy đứa con nít nó dọc cái máy tính, nó gỡ mất cái driver mạng, cái driver của cái máy tính đi, cái driver mạng cài đặt mạng của máy tính đi. Do đó chúng ta không có vô được mạng ha. Đó là cái trường hợp thứ ba chúng ta có thể mắc phải nha. Rồi, chúng ta cùng nhau xem cái cách để xử lý ngay chỗ này nha. Để các bạn thấy được á là hiện tại các bạn máy tính của bạn đã cài được cái driver của cái wifi chưa, thì các bạn làm như sau: các bạn ấn phím Windows ha, sau đó chúng ta sẽ gõ cái từ sau CORMB ha, MGMT chấm nè. Tới đây á là các bạn đã thấy được á là thì tới ngay chỗ này á thì các bạn đã thấy được cái computer management rồi ha. Hoặc là các bạn gõ luôn á, gõ đúng chữ của nó luôn là msc nữa ha, thì nó sẽ cũng là computer management ha. Thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta kiểm tra được á là cái driver, cái máy tính của chúng ta, cái driver wifi nó có bị gỡ bỏ ra không ha. Thì các bạn nhìn qua cửa sổ bên tay trái nè, các bạn chọn vào cái phần là device manager nè ha. Thì trong cái device manager này á, nó sẽ liệt kê tất cả những cái driver đang được cài đặt trên máy tính của chúng ta ha. Ví dụ như ở đây cái driver của cái bàn phím là keyboard ha, hoặc là driver của cái màn hình là monitor, là giống như thế này là nó đã được cài đặt rồi các bạn ha. Đó rồi, nhưng mà các bạn nhìn vào cái phần là other device, thì khi mà những cái driver nào á mà nó chưa được cài đặt á là nó sẽ xuất hiện ở cái other device này, và nó có cái dấu chấm than giống như thế này nè ha, có nghĩa là nó đang bị thiếu driver đó, các bạn hiểu không? Còn bình thường như thế này là đã được cài đặt rồi. Thì chúng ta chọn vô cái network này, các bạn thấy đó, cái driver network đã, nó đã được cài đặt ở đây rồi, nên thành ra các bạn yên tâm. Còn trường hợp nếu mà nó mình thấy thiếu cái driver ở dây, nó báo cái network hoặc là network adapter nó bị cái có cái dấu chấm than màu vàng giống như thế này nè, thì chúng ta hiểu là chúng ta đang thiếu cái driver của wifi ha, thì chúng ta phải tiến hành cài đặt lại nha. Tại vì có thể là đâu đó đôi lúc chúng ta không biết, chúng ta vô hình tình chúng ta gỡ bỏ đi, hoặc là mấy đứa nhỏ nó gỡ đi ha, thì nó sẽ bị như vậy, thì chúng ta cần phải cài lại. Và các bạn cứ search Google coi thử cài như thế nào, nó tùy thuộc vào mỗi cái máy tính của chúng ta. Nhưng mà nếu các bạn nào có khó khăn thì vui lòng cứ để lại comment bên dưới, thì mình sẽ hướng dẫn cái cách cài đặt ở chỗ đó ha. Rồi, ok nha. Trường hợp thứ tư là cái gì mà chúng ta bị mất wifi, chúng ta không có vô mạng được, thì các bạn cùng xem nha. Thì có một số trường hợp á là chúng ta bị như thế này, thì các bạn để ý nha.
Cái thứ nhất á là cái wifi nó bị đổi password. Cái wifi của chúng ta, cái wifi của ví dụ nhà mạng đấy, nó bị đổi password mà chúng ta không biết. Có nghĩa là cái cục wifi ở trong nhà của chúng ta đó, ai vô đổi password mình không biết, nên thành ra bữa sau mình kết nối vô wifi mình kết nối không được. Hoặc là cái modem nó bị hư ha. Hoặc là có một số trường hợp như thế này nữa, nó mới hay nè, nó vui nè, là đôi lúc á là tự nhiên ai không biết tự nhiên rút điện cục wifi trong nhà mất đó. Tự nhiên các bạn không biết, các bạn mở lên vô không được ha. Đó, các bạn kiểm tra lại cái chỗ đó ha. Có nghĩa là lý do thứ tư á là cái wifi nó bị đổi password, hoặc là cái modem nó bị hư, hoặc là có khi là cái modem nó bị rút cái dây mạng ra luôn. Rồi thì mình lưu ý trong cái phần mà đổi password chút xíu để các bạn để ý nha, là cái trường hợp đổi password á là có một số trường hợp á là cái máy tính hoặc là cái điện thoại của chúng ta á, khi mà cái wifi nó bị đổi password á thì chúng ta kết nối lại á, thì nó báo là bạn phải nhập password lại, thì cái đó nó dễ rồi, thì chúng ta chỉ cần lại nhập lại cái password mới là chúng ta sẽ vô được. Nhưng mà có một số trường hợp á là nó không có, có nghĩa là cái máy tính của chúng ta nó không có bắt nhập lại password mới luôn, nhưng mà nó báo là kết nối mạng không được. Do đó ở trường hợp mà như thế này, trường hợp mà như vậy á, là các bạn phải chọn là remove cái password cũ đi, rồi lúc đó bạn kết nối lại, các bạn nhập lại cái password mới vô thì các bạn sẽ vô được nha. Rồi các bạn cùng theo dõi nha. Đây, ví dụ như máy tính của mình đây, thì đôi lúc trước đó mình đã kết nối với cái mạng wifi tên là Thái Bình nè ha, các bạn thấy ha. Đó, các bạn thấy giống như vậy á. Sau đó bữa sau á mình mở cái máy tính của mình lên thì cái wifi tên là Thái Bình này nó đổi password rồi, mình không có biết. Là lúc đó tự nhiên mình vô mạng không có được nha. Nhưng mà cái trạng thái nó vẫn là để kết nối ha. Thì cái cách để các bạn làm ngay chỗ đây á, là các bạn click chuột phải lên trên đó, các bạn chọn á, là forget, có nghĩa là chúng ta remove cái password cũ đi á. Sau đó chúng ta sẽ kết nối lại với cái mạng đó, thì các bạn tìm lại cái mạng đó ha. Thì đây mình sẽ tìm lại cái mạng, sau khi các bạn remove được cái password của cái wifi đó đi á, các bạn tìm lại cái mạng đó ha. Đây, bạn kết nối lại thì lúc này chúng ta sẽ cần nhập cái password mới vô là được ha. Đó, ví dụ như vậy, lúc này mình nhập cái password mới vô, xong mình kết nối lại, thì lúc đó sau khi nó kết nối thành công rồi thì các bạn sẽ vô lại được internet. Đó, các bạn thấy cái cuộc sống nó hiện lên giống như thế này. Ok ha, rồi đó là cái trường hợp thứ tư nha. Rồi sau cái trường hợp thứ tư là cái trường hợp thứ năm là cái gì, bạn coi nha. Thì trường hợp thứ năm á là nó sẽ báo á là chúng ta bị lỗi cáp quang, có nghĩa là cái mạng cáp quang ở của FPT nè nó bị lỗi, hoặc là của VNPT, hoặc là của bất kỳ cái nhà mạng nào nó bị lỗi thì nó sẽ báo là bị lỗi cáp quang ha. Thì chúng ta phải biết được nguyên nhân thì chúng ta mới xử lý được cái vấn đề đó nha. Chúng ta bị cái lỗi cáp quang thì chúng ta cũng sẽ không có vô được. Đây, ví dụ như nhà mình sử dụng cái mạng FPT ha, thì khi bị lỗi cáp quang nó sẽ báo cái màn hình giống như thế này nè. Có nghĩa là cái màn hình đây á là nó báo lỗi cáp quang luôn. Có nghĩa là các bạn vô internet á, hoặc là bạn vô trình duyệt web Google gì đó, nó báo giống như vậy. Thì chúng ta sẽ chỉ có cách là chúng ta báo cho bên nhà mạng họ xử lý thôi, chứ chúng ta cũng không có cách nào khác hết đó. Tại vì cái đường cáp quang là cái đường mà từ trong cái cục modem nó đi ra ngoài internet mà nó bị đứt ngay chỗ này rồi thì thôi, chứ chúng ta chỉ có nhờ phía bên nhà mạng thôi, chứ chúng ta cũng đâu có cách nào khác đâu ha. Rồi thì cái hướng dẫn này nó cũng ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà các bạn nhớ những cái bước trên, có nghĩa là các bạn sẽ có thể sẽ khắc phục được cái việc là không có truy cập được internet hoặc là mắc wifi nha. Nó sẽ nằm ở chỗ như thế này thôi nha các bạn, năm bước này thôi chứ nó không có đi đâu nữa được hết á. Nếu các bạn khắc phục được năm bước đó thì chắc chắn các bạn sẽ kết nối lại được mạng ha. Còn ngoài ra nếu mà thực sự các bạn có cái khó khăn hoặc có cái vướng bận gì thêm á thì vui lòng cứ để lại comment bên dưới video này ha, hoặc là kể cả những cái vấn đề khác mà không phải liên quan tới mạng mà hoặc là liên quan tới những vấn đề khác nữa, nếu các bạn gặp phải thì cứ vui lòng để lại cái comment thì mình sẽ kiếm cách để giải quyết cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video nha. Kính chúc các bạn và gia đình có nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.